Hàng loạt trưởng phòng và nguyên trưởng phòng lao động thương binh và xã hội các huyện ở Sơn La bị khởi tố do sai phạm trong thực hiện hợp đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Công an tỉnh Sơn La cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa ban hành các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét nơi làm việc và nơi ở đối với 8 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các quyết định tố tụng này đã được Viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn. Theo kết quả điều tra mở rộng, ngoài vai trò chủ mưu của nhà thầu, có đủ căn cứ xác định sai phạm của đại diện các chủ đầu tư trong khâu kiểm tra, giám sát và thanh quyết toán kinh phí các hợp đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gây thất thoát ngân sách nhà nước tổng số tiền trên 7 tỷ đồng.